아워요. 네. 아, 햇빛이 강하면, 네. 한번 공부해 볼게요. 제가 수영하는 이야기 써봤어요. 수영 이야기. 수영 알아요? Boy, boy. 수영 Boy, boy. 뭐야? 네. 신민이야. 바다, 예, 맞아요. 스위밍. 네. 8월 27일 아침에 저는 음성 다이어를 사용해 수영 경험에 대해 기록하고 특히 토털 이머전 수영에 대한 일상 루틴을 되돌아보았습니다. 네, 읽어보세요. 네. 27일 아침에 저는 음성 다이어리를 사용해 수영 경험에 대해 기록하고 특히 토탈 이머지전 수영에 대한 일상 루틴을 돌아보았습니다. 네, 좋아요. 땡볕 읽어주세요. 네. 네. Vào buổi sáng ngày 27 tháng 8, tôi đã sử dụng chức năng quay số bằng giọng nói để ghi lại trải nghiệm của mình, suy ngẫm về một ngày của mình, đặc biệt là về kỹ thuật bơi. Buổi tối imagine. Sau Hi. nó Thì ai? Vào buổi sáng ngày 27 tháng 8, tôi đã sử dụng chức năng gọi số bằng giọng nói ghi lại trải nghiệm của lời của mình, suy nghĩ về thói quen ăn ngày của mình, đặc biệt là về kỹ thuật buổi tối imagine. Vào는 그거 시간에 쓸수 있는 말이죠. Vào. 바오 뭐 예를 5시 하면 남지요 바오 바오 보상 아침에 Và 남죠 5 giờ là 5시에 남죠 예 5시에 바오 남죠 và look도 쓸수 있고 바오도 쓸수 있고 그래요 look buổi sáng 아침에 네네 8월 27일 아침에 이렇게 나의 타임을 바이 땅땅 아침에 여기다 나는 숙낭 쓰죽 승낭이냐라지 숙낭 chức năng là thái ơi다이얼 승낭 과이소 방조 종로이는 소리 음성 giọng nói. 네, 음성으로 하는 다이얼을 사용해서 이건 이상하지만 내기 기록하려고 내기 기라 기라이 다시 기록해요. 짜이념 벌써 경험에 대해 기록해요. 네 기록하다를 ghi lại 기라이 오케이 기라이 짜이념 뭐이로이 후어민 내 수영 경험 기록하려고 소리 음성 사용합니다. 그리고 수응암 되돌아봐요. 신금 수응암 되돌아봐요. 왜 돌아가는 건가요? 그러니까 수응암 생각해봐요. 수응암 띵엄 띵엄 라 생각 해봐요. 그래. 수응암 생각해봐요. 배 되돌아 일단 보다 라 생각하는 nhìn lại 릴라이, 오케이, 릴라이. 닌 라이 닐라이. 수익남, 닐라이. 닌 보다, 라이, 다시 보다. 띵엄 라 생각 해보다 죠 오케이. 닐라이, 수익남. 매, 도이 권, 네, 한 thói날. quen hàng ngày của mình, 일상의 thói습관. quen 일상의 도이 권, 루틴, 기록. routine là gì? 기록. 이거, 일상의 활동, 루틴은 이런 거예요. 아침에 밥 먹어요, 앙상. 그 다음에, 람백, 디 출근해요, 라 공백, 일해요.
다음 점심 뭐 유치원에 가요. 이런 거 루틴이에요, 루틴. 루틴 là thói quen. Yeah, hi Gwen. 아, hi Gwen. 네, Thói tôi quen. hi Gwen. Yeah, tôi Gwen. Hàng ngày của mình. Đặc biệt, đặc biệt là về kỹ thuật, kỹ thuật, bộ, 수영 기술, total immersion, 이거 머리 수영 이렇게 할 때, 머리를 막 넣으면 수영할 때 힘이 안 들어요. 그런 수영 영법 이름이에요. 수영하는 방법입니다. 다음 문단. 문단이 티엥벳 뭐예요? 문단. 문장은 까오. 단어는 뚜. 문장. 문단. 패러그라프. 문단은 뭐예요? 문단. đâu 다오? 문장 네, 다오. 문장 에아 문장이요 문장은 까오, 까오. 아 문장은 câu 네, 예 까오. 문단. 문장 몰라요 이거 문단이에요. 지금 이게 한 문단. 이거 한 문단이에요. 이거. 예, 문단 네. 이 패러그라프. 아 문단 là bôi màu paran đây á màu chữ màu xanh đấy á Một màu chữ tu đấy. paran Ok. màu tu paran sẽ네, 읽어볼게요. ơi 저는 네 아침 일찍 물이 잔잔할 때 수영하는 것을 즐깁니다. 만조가 수영하기에 가장 좋은 시간인 것 같아요. 아침마다 해변에 가서 간단한 운동으로 몸을 풀고 천천히 물속으로 들어갑니다. 처음에는 물이 가슴까지 차오르게 하고 바다에 익숙해지도록 천천히 시간을 보냅니다. 네, 읽어보세요. 네, 저는 아침 일찍 물이 잔잔할 때 수영하는 것을 즐깁니다. 만조가 수영하기에 가장 좋은 시간인 것 같아요. 아침마다 해변에 가서 간단한 운동으로 몸을 풀고 천천히 물속으로 들어갑니다. 처음에는 물이 가슴까지 차오르게 하고 바다에 익숙해지도록 천천히 시간을 보냅니다. 네, 땡볕 읽어주세요. Tôi thích bơi vào buổi sáng sớm khi nước yên tĩnh. Thủy triều cao là thời điểm tốt nhất để bơi vì điều kiện rất lý tưởng. Mỗi sáng tôi đến bãi biển thực hiện một vài bài tập nhỏ để khởi động và sau đó từ từ bước vào nước. Tôi bắt đầu bằng cách để nước lên đến ngực, dành thời gian để làm quen và cảm thấy thoải mái với đại dương. Tôi thích ngồi vào buổi sáng sớm vì nước yên tĩnh. Thôi chứ cao là tôi đến tốt nhất để vui vì dù kiên chất lý xuống. Mỗi sáng tôi đến bài viện thực hiện một vài bài tập nhỏ để khỏi đúng và sau đó tôi tự phục vào nước. Tôi bắt đầu mang các tia nước lên trên ngốc dân thôi dần để làm quen và cảm thấy thoải mái với đại dương. 나는 좋아해요. 아침 이른 아침 솜 일찍 이직 솜 이직 네네. 이직 이른 아침, 이르다. 일찍 아침. 이른 아침 네, 이른 아침. 이른 이른 아침에 아침 수영을 좋아해요. 이, 늑, 엔틴. 늑, 물이, 엔틴. 머리 조용해요. 아, 엔틴. 조용할 때. 예, 이, 늑, 엔틴. 예, 아, 두이 쭉 가오라. 가오가, 만족? 물이 높은 거예요. 가오 높다. 높다. 만족. 휘 물이 지어 라 바닷물이 가오 높아요. 만조라고. 바 바닥
Muri Lúc nộp này pa nộp nè nộp ta nè tôi chưa cao bán dục bán dục đâu kìa bán dục khăn dục tiếng tiếng bê tiếng Hàn để ai có hàn trăm mà cả thế không Trung Quốc tiếng bán dục khăn dục tôi chưa cao là tôi đem cái thời gian yêu tôi dành tôi đem cái thế tôi nhặt để vô thời điểm suy하기에 좋은 아주 좋은 시간이에요. 만조가 내보 수용하기에 또냐 좋은 더 이제 시간입니다. 네. 시간 tốt nhất cả trang trồ Yeah. 가장 좋은 타임이에요. 비 이유 때문에 you can get 리총 리총이냐 라지 리총 thời vì điều kiện rất lý tưởng. Vâng. Lý tưởng là thì sao?이상해요. 리 Lý tưởng아. là gì nhỉ?가장 좋은 시간인 것 같아요. 만조가 수영하기에 가장 좋은 수영하기에 가장 좋은 시간인 것 같아요. 이유 안 나왔어요. 그리고 이 뉴킨 잡 리슘 뭐 이상 매일 아침 또 이덴 발비엔 내가 바다로 가요. 그 다음에 뚝킨 특히 목 바이 바이 잡뇨 내 호이 동바 사우도 뚜뚜 목 바오 Lý tưởng là gì? Ý sáng mà trời ơi.이 아주 이상한 좋은 Ừ.좋아요 리튼 아마 그런 것 같아요 아주 잣 아주 좋은 상황 좋기 때문에 맞아요 아주 좋기 때문에 좋은 상황. 예예 예, 그런 것 같아요 리튼 좋은 상황이기 때문에 수영하기에 가장 좋은 시간입니다 언제가 만조가 뚜추가오 뭐 이상 아침에 나는 또이덴 바이비엔 해변으로 가서 특히 목 바이 바이 탑목 바이 타 바이 탑 Một vài bài tập바이 탑 바이 바이 chung바이 탑 이냐 라지 bài tập tức là운동 đấy, vận động đấy,준비 운동 요 hoặc자là chơi giúp thể dục.에에에 준비 운동 목 바이 바이 탑 탑탑요 살짝 준비 운동해요 꼬이 꼬이동 네 꼬이동 꼬이동 네. 인사하지 Khởi động. Khởi động là gì? Là허이동 준비 운동 하는 것 같아요 khởi động.너무 Không간단한 biết khởi động조금 là gì.에에 준비 운동 꼬이동 Để bắt đầu ấy, ý là giống như kiểu là Đầu tư 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 bốc bao nước mũi sâu gỗ bao nước cam mũi sâu gỗ tư bốc mùi số cứ đó để chọn chọn đi천천히 들어가요 thứ đó cài tôi bắt đầu bằng cách 시작합니다 bằng cách để nước lên đến ngực ngực cái gáy ngực cái cả gáy xương ngực mà trời ồ cả xương nước lên đến cả xương ca chi.높이 물이 있는 곳에 네, 늙, 물이 가슴에 차오를 때까지 들어가요. 또 바따오방 잔 토이잔 시간을 보내요. 잔 또 토이잔 람푸엔 람푸엔 익숙해져요. 람푸엔 네, 맞아요. 람 làm quen ít예 xúc익숙해 cái 주게 시간을 보내고요. 바깥에 또 마이 뭐 다이중 다이중 đại응급 vương라지 thế thế giang à đâu thế giang đó에 다이중 đại dương là đại tê thế giang해양 바다 thế giang네네 에로 소 토이마이 쉽게 편안하게 익숙 원하나게
예, 편안하게 느끼다, 감타임. 응. 예, 편안한 느낌이 되도록, 오케이, 시간을 보냅니다. 어때요? tiếng Hàn, Hàn Quốc có À, 한국어, 아, 잠깐만요. 한국어 한번 Hàn할게요. Quốc có à chích ăn đi có sờ아, 그, 안, 읽었는데? đi아, có sờ아직, 잠깐만요. 네네 맞아. 하고 나서 한번더 읽을게요. 예, 이거. 이게 그건데, 읽어볼게요. 저는 네. 아침 일찍 물이 잔잔할 때, 옌틴, 잔잔하다. 수영하는 것을 즐깁니다. 만조가, 만조라, 뚜자지유까우. 만조가 수영하기에 가장 좋은 시간인 것 같아요. 아침마다 모이상 해변에 가서 간단한 운동으로 몸을 풀고 천천히 물속으로 들어갑니다. 처음에는 물이 가슴까지 뭐 차오르게 하고 바다에 익숙해지도록 천천히 시간을 보냅니다. 읽어보세요. 다음. 네. 저는 아침 일찍 물이 잔잔할 때 수영하는 것을 즐깁니다. 만조가 수영하기에 가장 좋은 시간인 것 같아요. 아침마다 해변에 가서 간단한 운동으로 몸을 풀고 천천히 물속으로 들어갑니다. 처음에는 물이 가슴까지 차오르게 하고 바다에 익숙해지도록 천천히 시간을 보냅니다. 비행벳으로 얘기할 수 있을까요? 비행벳? 저는 tiếng Việt.네네네. Tôi thường chân Chim 일찍 하면 모이상 솜 buổi맞아요? sáng sớm. Yeah. 늦기 늦 Thì윤티 chiều chứ. 윤틴 옌틴 잔잔해요. 평화로워요. 옌틴 이눅 옌틴 같은 말이에요. 옌틴 같은 말. 잔잔하다. 평화롭다. 물 잔잔하다라는 말이 물이 고요하다. 평화롭다. 이눅 옌틴 같은 말. 이 nước yên tĩnh à? 예예 옌틴. 수영하는 것을 Thì즐깁니다. 보이 또띠또 띠보이 tôi thích띠보이 bơi보이 đi nước띠보이 바보 상송 đi예 nước yên띠띠 tĩnh vào buổi sáng sớm. 네네 만조 là tôi chưa cao tôi đêm tôi nhất Màn trô là thủy triều à? tôi chưa cao cao높은 Thủy cao triều cao Yeah. là thời điểm tốt nhất để bơi. 네, 수영하기에 또 nhất 가장 좋은 더 이제 시간인 것 같아요. 시간이에요. 더 시간, 예. We, 더 you can 이상 get 리충 적합한 아주 thời적합한 điểm. 시간이기 때문에 아침마다는 뭐 이상? Mỗi sáng thì tôi đi Đến biển. đến biển.간단한 운동이냐 라지 Xong rồi tôi간단한 tôi tập một vài động tác nhỏ nhẹ đơn Né. giản.천천히 là từ từ đi đến nước nước Tôi đi bằng vào bao bao nước, nước từ 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 đi vào nước. Nè, 처음에는 Phui tà là gì? Mồm mươi phui tà.이거 엑서사이즈 하는 거 얘기하는 거예요. 몸을 풀다. 체죽. Thể dục à? 체죽. 몸 mươi phui tà là몸을 thể dục. exercise.
이거 그아네네네네네 뭔가 맥글랜드 아탭뇨뇨뇨네 꼬이동 꼬이동 몸을 풀어요 Khởi động à? bài 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 tập nhỏ để cối đồng Khởi động. để cối đồng 그리고 나서 sau đó tớ từ từ Sau đó, để đó đi đến nước tôi từ từ đi vào nước. để đi vào nước này cho mình Vào đầu lên lên đầu từ tiên ngốc tôi khá sừng ngốc và dài ngốc Tôi làm cho nước ngập đến ngực. lên nước and Nước paradise lên đến nước lên đến đến ngực cả sừng. lên lúc 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 Rồi. cô Tôi từ từ tôi riêng thư giãn để để quen dần với bôi biển. bịp vô biển mai bôi tay xuống Với đại dương. nè nè cam tay tôi mai cái này nè tôi mai cái này nè cam tay tôi mai bôi tay xuống là even thiên hàn ok tâm ảnh nhau네. 물이 익숙해지면 작은 물속 잠수를 시도합니다. 그리고 나서 점차 해변을 따라 수행을 시작합니다. 처음에는 머리를 물속에 넣지 않고 물을 느끼며 부드럽게 나아갑니다. 그런 다음 점점 머리를 물속에 넣고 수용하는 리듬을 타기 시작합니다. 이 루틴이 매끄럽게 느껴지고 어쩐지 귀엽기도 합니다. 대부분 이 패턴을 따르지만 가끔은 머리를 더 깊이 넣는 연습도 합니다. 네. 읽어주세요. 네. 물이 익숙해지면 작은 물속 잠수를 시도합니다. 그러고 나서 점차 해변을 따라 수영을 시작합니다. 처음에는 머리를 물속에 넣지 않고 물을 느끼며 부드럽게 나아갑니다. 그런 다음 점점 머리를 물속에 넣고 수영하는 리듬을 타기 시작합니다. 이 루틴이 매끄럽게 느껴지고 어쩐지 귀엽기도 합니다. 대부분 이 패턴을 따르지만 가끔은 머리를 더 깊이 넣는 연습도 합니다. 네. 잘 읽었습니다. 띵벳 읽어주세요. Khi đã quen với nước, tôi bắt đầu ngâm mình xuống nước. Dần dần, tôi bắt đầu bơi dọc theo bờ biển. Ban đầu tôi không cúi đầu xuống mà chỉ lướt nhẹ và cảm nhận làn nước. Sau đó tôi chuyển sang một nhịp điệu bơi với đầu chìm xuống nước. Thói quen này diễn ra rất mượt mà và có lúc cảm thấy dễ thương. Tôi chủ yếu duy trì mô hình này, nhưng cũng thử cúi đầu xuống sâu hơn trong nước. Khi đã quân bội nước, tôi bắt đầu ngâm mình xuống nước. Dần dần, tôi bắt đầu bơi dọc theo bờ biển. Ban đầu, tôi không cúi đầu xuống, mà chỉ lướt nhẹ và cảm nhận làn nước. Sau đó, tôi xuyên sang một nhịp điệu bơi đầu chìm xuống nước. Tôi quên lại dân và rất một mà bà có lúc cầm tay về thun tôi sử dụng thì ưu mô hình này nhưng cường từ trước đào xuống sau hôn trong nước khi đã hai tay quên bồi mure trở gà
tôi시작해요. tôi bắt đầu năm mình xuống nước mũi ở mình để cả ngắm ý nhà là gì ngắm Ngâm. Ngâm tức là khi nước ê ngập ngập mũi ê ngập đến cổ nước này đến à đến đến cái cổ này. một chip chip Ừ. phi phi bắt đầu nhấp à tôi bắt đầu nhấp mình xuống nước mũi sâu kia rồi dần 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 Chân chân nhỉ. dần 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 Bắt đầu với dần 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 nhanh dần 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 nhanh dần nhanh là bay lì bay lì, à dần 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 là chân chân nhỉ. à dần dần ok tôi bắt đầu bạn ấy sẽ không đi đào xương rồi vô ơi xương giúp theo ta đã so hiểu vô biên hai bên ơi ta đã so vô Hebron에 따라서 ta đã so xương cho nhị xương ấy sẽ hiểu được chân không chân đi suy người si chắc hiểu à ban đầu đào đào cho đào mê sau mẹ à sau mẹ tôi không vui đào xương mà haji anayo kong ma chi kong haji anayo kui dao sung kui dao sung cuối are này body ril dochi anayo cuối đầu là gì, dao dao là ga mori body rui. dochi anayo kui 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 dao sung are ro dochi ni nanko ma chi ojik ro ro hado eyo ro sung Lướt. hado ro hado Lướt là gì? mùi mùi paddle luật sông hàm mèn shopping luật luôn nè cái mùi ok và cảm nhận làn nước Làn nước. Cảm nhận làn nước là mùi. nè Mùi cảm ạ kim. được kêu cảm Nước coi nè cảm nhận là làn nước Bụi siêu lan lan siêu nan ta bà già yo lan không biết làm nước, nước là mùi, à yeah mùi à có siêu lan đi mình thắc xin à cho mình bỏ đi bữa sau cái bụi lịch mình buồn à buồn rốt cái nào cả mình buồn cái nào buồn rốt cái ủa từ đó kia. nào cả mình à siêu lan có được chứ bố à buồn rốt cái À, 나가요. 저도 그리고 또 수행 상 모닙 유보 아 수영을 합니다. 모이 다우 머리 다우 다우를 짐승룩 물속으로 이렇게 넣어요. 다우. 물속에 쑥 짐이냐 다우 chìm xuống짐라지 nước. 짐라지 다우 ngập nước ấy.아 머리를 물속에 넣고 수영하면 힘이 안 들어요. 수영할 줄 알아요? 고테 보이? 수영할 줄 알아요? Đầu chìm xuống nước. Tức À. là chìm là chìm tức là nước. À, yeah. Tất지금, cả lên tận trên yeah, đầu.지금 장구다, 장기다. 아, 장 리딩 기다. 고테 보이? 고테 보이? 수영할 줄 아세요? 고테 보이? Không thể bơi. Em có thể bơi? À, chỗ cùm, chỗ cùm. Tôi không hiểu chưa à đấy. À, cái Nè. chim sông nước à, bơi đâu chim sông nước 하면 힘안 들어요. 왜냐면 머리가 이렇게 있고 머리 있으면 몸이 이렇게 떠요 물에. 뜨다 뭐예요? 태행백 뭐라고 해요? 뜨다. 가라앉다는 숭. 뜨다. 웅. 뜨다. 뜨다 몸이 뜨다. 몸이 물에 몸이 뜨다. 뜨다 보이 늑 몸이 꼬태 몸이 몸 꼬태 떠요. 물에 물 위에 떠요. 위주 비비 아 다우 보이 다우 짐송 늑 하면 이렇게 떠요. 그러면 수영이 쉬워요. 보이 재앙 보이 재앙 꽃에 보이 재앙 비 보이 다우 짐송 늑
머리가 물속에 이렇게 있으면 힘이 안 들어요. 헝고, 헝고, 헝고맘매, 헝고 힘 뭐예요? 힘 힘들어요. 땡글 뭐라고요? 꽃간, 힘라 습 꽃간, 습, 뚝섭 뜻습, 예, 헝고, 헝고 뜻습. 힘 했어 안, 예, 힘안 들어요. 헝거습 예, 헝고습, 헝고습. 오케이. 너의 괜나 이렇게 방법으로 이제는 짭 못, 마, 못, 이니 알아지? 저 quen này diễn ra rất mượt mà. Một, một, luốt, một, 비슷해요? Mà thói quen Ồ, lúc. nó hơi lạ, thói quen mượt mà, Để chút. thói Mà quen này rất là thôi thì thường kroon xuyên. daum bukho seongan jeum thoi ideum thagi se rutin은 매끄럽게 느끼 아 루틴 thoi kwen nai thoi kwen la rutin rutin dem la jat momat momat 어쩐지 귀엽대요 momat 볼록가 Mượt감탄 mà. zesong 매끄럽다 thoi suyu 네, 그렇다. yeah. 도이츠 유 유치 유치라 모힌 방법 이 방법 이 모델 모힌라 유치 해요 능궁 또한 그 구이다오 숭 사오혼 종늑 물에 더 물속에 더어더더더 아래로 머리를 넣어요 대부분 이 편들은 가끔 머리를 더 깊이 넣는 연습도 합니다. 더 깊이 넣어요. 깊이, 깊이, 혼, 혼 깊이에요. 사우혼, 더 숭, 깊이 사우혼, 깊이, 숭, 사우혼. 더 깊이 넣는 xuống 겁니다. 싸우헌 뚜규다오. 그러면 뚜규는 넣다. 뚜규 넣다, 넣다. 머리 다오 물속 넣어요. 무속에 더 깊이 높습니다. 머리를 맞습니다. 네, 띵한 더한번더 할게요. 그래야 좀 이해가 될 거예요. 물이 익숙해지면 작은 물속 잠수를 시도합니다. 다 구엔라 익숙해지다니. 그러고 나서 점차 해변을 따라 수영을 시작합니다. 처음에는 머리를 물속에 넣지 않고 물을 익히며 부드럽게 나아갑니다. 그런 다음 점점 머리를 물속에 넣고 수영하는 리듬을 타기 시작합니다. 이 리듬이 매끄럽게 느껴지고 어쩐지 귀엽기도 합니다. 대부분 이 패턴을 따르지만 가끔 머리를 더 깊이 넣는 연습도 합니다. 네. 패턴. 아, 네. 물이 익숙해지면 작은 물속 잠수를 시도합니다. 그러고 나서 점차 해변을 따라 수영을 시작합니다. 처음에는 머리를 물속에 넣지 않고 물을 느끼며 부드럽게 나아갑니다. 그런 다음 점점 머리를 물속에 넣고 수영하는 리듬을 타기 시작합니다. 이 루틴이 매끄럽게 느껴지고 어쩐지 귀엽기도 합니다. 대부분 이 패턴을 따르지만 가끔은 머리를 더 깊이 넣는 연습도 합니다. 네. 물이 익숙해지면 끼다 꾸엔 보이 보이 늑다 꾸엔 꾸엔 익숙해지다 꾸엔 Khi đã quen với nước, nước tôi bắt đầu 시작해요 à, tôi bắt ngắm mình xuống nước tham số xuống nước thử ngâm mình trong nước. Yeah, 그러고 나서 잔잔 그러고 나서 점차 그러고 나서 đào dần dần bồi đất theo vô biển tôi bắt đầu bơi hai theo bên người ta ra tuần tra bờ biển. sắc thèm xương hiệu văn đạo sau mẹ nên sau mẹ Ban đầu bỏ đi được trả này không tôi không cúi đầu tao sung xuống nước nước
Nè. Mori Ryunotha là cúi đầu à? Vui đầu, ok, vui đầu, vui đầu, không vui đầu, không vui đầu. Mà đây, Không cúi đầu. à, không vui đầu, trong nước, Không cúi đầu. trong nước. À, bụi rơi kim nhỏ, cầm tay nước, à, buồn rốt kia nào cả người ta. Buồn rốt ta, bộ Một chữ rốt tà là mượt mà. mất mà, à, mất mà. Vui đầu, lúc Mượt mà. là được sau đô tôi xem tăng Không cúi đầu xuống nước. Tôi một mà ê chắc một mà đã gặp người ta tôi quên là y routine rồi lướt tôi nhẹ, kêu kêu gì ở trên dịch kêu kỳ đoàn người ta và có lúc căng lướt nhẹ tay cả nước, dễ xuống dòng nước dễ xuống kêu ấy dễ xuống dễ xuống dễ dễ thương kêu à, à lệch chung ok kêu em ý tôi lớp chưa tạ. nè nè tôi chưa yêu chưa chị hết thân người ta nhưng khác không bởi đi thật kịp Bệt nè thon là gì? Bệt thon lư ta lư ta là gì? Bệt thon lư nư bệt pattern thắng bọc ta giờ lư ta đâu bộ ok yếu đã pattern sa용하다 수중 다르다. 아, 예를 들어서 나는 친구가 공부하는 방법을 따라서 해요. 따라서 태워. 따라 해요. 태오. 이 패턴라 태행한 영어예요, 영어. 방법. 대부분 이 방법을 따라 하지만 방법 패턴 나 쌤쌤 보 후앙 방법 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 네 패턴 같은 말이에요 법 대부분 이 패턴 방법 방법을 따르지만 가끔 도이키 가끔 도이키 가끔 là thi thoảng.아 시수왕 Thi thoảng.시수왕 아 시수왕 Thi thoảng. Thì Hãy tôi cũng thử subscribe cúi đầu sâu xuống, cho đầu sâu hơn trong nước. kênh Ok. 1분 남았어요. 몇 분? 요거는 수영. 내일 해요. 취미 뭐야 라 비밀라 취미예요? 일이에요. 취미도 되지만 람백 일도 돼요. 아 이거 아 내가 수영하는 거 있습니다. 저는 수영 좋아 하지만 시간이 없어서 잘 못해요. 바다에서 계속 있기 때문에 수영 잘할수 있어요. 네, 전에 아로 네, 전에 수영 아, 여름에 수영 한 달 했어요? 자주 수영해요. 아, 수영장에서 수영했어요? 네, 전에 오랫동안 수영 안 해요. 와, 멋져요. 이거 접니다. 또이보이. 또이당보이. 이거 와, 말리폼이다, 말리폼. 또이당보이. 라, 오케이. 쇼, 머리 넣었어요. 나우 뽕뽕 다우 쑥늑 하면 쉬워요.